diệt giặc Corona. Vâng, ngay lúc này chỉ cần tra tìm cụm từ âm nhạc chống Covid-19 bằng tiếng Anh trên các nền tảng xã hội toàn cầu thì dễ dàng nhận thấy ngay Việt Nam hiển thị với số lượng nhiều nhất về những bài hát Covid-19 cực kỳ độc đáo. Gần đây đã có rất nhiều người Việt Nam gửi bình luận mong muốn giới thiệu thêm về các bài hát Covid-19 của Việt Nam đến MC John Oliver, người đã tạo ra cơn sốt cho cả thế giới biết về ca khúc Gen Covid của Việt Nam khi đưa bài hát này lên chương trình truyền hình Last Week Tonight của Mỹ vào đầu tháng 3 năm ngoái. Cụ thể, nhiều người Việt Nam đã viết: Thưa biên tập viên John Oliver, nếu anh chỉ dừng lại ở việc đưa mỗi ca khúc Gen Covid lên sóng truyền hình, thì thực sự anh đã bỏ lỡ cơ hội cho khán giả Mỹ và người dân toàn cầu biết về Việt Nam với tư cách là quốc gia đã sáng tác ra nhiều bài hát về Covid-19 nhất thế giới. Theo con số thống kê chưa đầy đủ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì đã có tới gần 1.000 bài hát về đề tài Covid-19 được sáng tác trong vòng 2 năm qua bởi cả giới làm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên. Đeo khẩu trắng người ơi, cơn đại dịch rồi sẽ quá mau, mùa đại dịch rồi sẽ quá mau. Việt Nam ở cạnh Trung Hoa kiểm soát rất tốt, vậy là ok. Nhà nghiên cứu văn hóa Bulgaria Vobana Haskov đã có nhiều năm tìm hiểu về văn hóa Việt Nam cho rằng sở dĩ người Việt Nam luôn kiên cường bất khuất là vì họ có sức mạnh tinh thần rất lạc quan. Ngay cả trong lúc gian khổ, ác liệt nhất thì họ vẫn sáng tác ra được các ca khúc tuyệt vời. Và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam thì không một loại vũ khí nào có thể đánh bại được. Chúng ta, nhân dân Việt Nam, mà chúng ta không biết nói gì từ gì khác là chúng ta có một nhân dân Việt Nam mà thế giới và nhiều bạn bè nói rằng rất tuyệt vời. Và qua đây lại càng hiểu cái dân tộc Việt Nam mình tinh thần tương thân tương ái thế nào. Đấy. Kêu gọi cái các địa phương, các cá nhân, các doanh nghiệp người ta đóng góp ủng hộ. Thế nên cái tình nghĩa đồng bào đúng là nghĩa đồng bào. Phải tuyên dương cái mặt này chứ. Nhiều sĩ quan quân đội nước ngoài tham chiến tại Việt Nam từng nói rằng họ đã từng chứng kiến có những bài thơ, ca khúc cách mạng được phát trên loa đài ở Việt Nam có sức mạnh thôi thúc chiến đấu còn lớn hơn cả trục quân đoàn. Nó như là tăng thêm một cái sức mạnh, nó là cho toàn dân. Có lúc thì gọi là cổ vũ thanh niên xung phong, có lúc thì bộ đội, thậm chí là từng binh chủng một cũng đều có bài hát. Thế và trong nhân dân có rất nhiều bài hát. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch nCoV. Ngay lúc này tại Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng nông thôn Việt Nam, các bài hát về Covid-19 với âm hưởng dân ca dễ nghe, dễ nhớ luôn được người dân đón nhận nhiệt tình. Toàn dân đi đoàn ý kết, ta cùng góp sức chung tay đẩy lùi đại dịch Corona. Covid-19 lây lan không kể biên giới xóm mẹ làng. Khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Một, chỉ khó đừng đi chơi, hai, khẩu trang đeo trắng rời, ba, tạm xa nhau 2 mét, bốn, thành thật khai báo nhà, năm, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K.